Lần đầu tiên từ năm 2003, Man United mới có cầu thủ ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp ở Champions League. Đó chính là Cristiano Ronaldo. Anh săn bàn thành tích ấn tượng của đồng đội cũ Ruud van Nistelrooy, đồng thời trở thành một trong 5 cầu thủ MU có từ 20 bàn trở lên tại Champions League, cùng Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes và van Nistelrooy. Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo đã chinh phục cả huấn luyện viên Gianpiero Gasperini. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, ông dành những tràng vỗ tay cho CR7 và tiếp tục có cử chỉ thân thiện với tiền đạo thuộc biên chế MU sau trận đấu. Vậy mà người ta vẫn nói Ronaldo là vấn đề của MU. Nhà cầm quân người Italia phát biểu: "Chúng tôi vẫn cần cải thiện màn trình diễn. Các cầu thủ khác nhau cần sớm hòa nhập với lối chơi chung. Điều này sẽ mất rất nhiều thời gian." Ronaldo phát biểu sau trận đấu chật vật tại Bergamo. Ở lượt trận lượt đi với Atalanta, chính Ronaldo là người có 7 cú sút, trong đó có 4 cú sút trúng đích. Kể từ khi trở lại MU cho tới nay, trận đấu Ronaldo sút nhiều nhất là trận thắng West Ham 2-1 ở vòng 5 ngoại hạng Anh. Trận đấu ấy, Ronaldo cũng tung ra tổng cộng 7 cú sút, trúng đích 5 và ghi được 1 bàn thắng. Trước Atalanta, Ronaldo cũng 7 lần sút bóng, trúng đích 4, nhưng không có bàn thắng nào bằng chân cả. Nhưng khi đôi chân không thể giúp Ronaldo ghi bàn, kể cả trong những tình huống đối mặt với thủ môn Atalanta, thì cái đầu lại giúp Ronaldo làm việc đó. Một pha bật nhảy và đánh đầu quen thuộc và bóng nằm gọn trong lưới Atalanta. Đúng lúc MU đang cần chiến thắng hơn bao giờ hết để xoa dịu nỗi thất vọng của các fan. Đúng lúc Solskjaer đang cần một chiến thắng để mang tính giải cứu. Lần đầu tiên Ronaldo ghi được bàn thắng bằng đầu cho MU từ khi trở lại câu lạc bộ. Nhưng quan trọng hơn, đó vẫn là bàn thắng. Trước Villarreal, cũng chính Ronaldo gánh MU với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Nếu không có hai bàn thắng quyết định của Ronaldo vào lưới Villarreal và Atalanta, MU chỉ có được 2 điểm thay vì tới 6. Và đứng trước nguy cơ rất cao bị loại ngay từ vòng bảng cúp C1. Nhờ hai bàn thắng quyết định của Ronaldo, MU vừa lên chiếm ngôi đầu bảng F hơn hai đối thủ cạnh tranh là Atalanta và Villarreal, cùng có 2 điểm và có nhiều cơ hội để vào vòng 1/8. Bàn thắng mang về 3 điểm trước Atalanta ở lượt đi của Ronaldo cũng giúp MU giải tỏa được bớt áp lực từ các fan sau khi họ chơi rất tệ và chỉ thắng đúng 1/4 số đội bóng như ở mùa giải trước. Và hôm nay cũng vậy, sau khi có bàn gỡ hòa do công của Ronaldo, MU lại bị Atalanta dẫn 2-1. Phút 90+1, siêu sao mang áo số 7 một lần nữa sắm vai người hùng với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm hạ gục Juan Musso, qua đó giúp Quỷ Đỏ ra về với 1 điểm. Ronaldo thực sự có vấn đề. Vấn đề của cậu ta là quá tuyệt vời. Rio Ferdinand trầm trồ. Dù tuổi cao và rõ ràng phong độ có dấu hiệu sa sút, nhưng Ronaldo vẫn thể hiện được cái duyên và giá trị của ông trùm cúp C1. 13 trong số 15 bàn thắng của Cristiano Ronaldo mùa này đến khi đội bóng của anh ấy đang thua hoặc hòa. Người đàn ông này luôn không bao giờ đứng trước thất bại khi đội bóng cần anh ta. Chúng ta đang chứng kiến sự vĩ đại. Anh ấy đã 36 tuổi và vẫn đang thống trị. Quan trọng nữa, Ronaldo rõ ràng vẫn là cầu thủ dứt điểm tốt nhất mà MU có thể trông đợi, dù Ole Gunnar Solskjaer sở hữu nhiều cầu thủ tấn công. Man United đang rất muốn Ronaldo tiếp tục đóng vai người hùng tại Old Trafford. Nhưng làm người hùng của những khoảnh khắc vinh quang, chứ không phải là người hùng cứu rỗi, Man United khỏi các thảm kịch xếp chồng lên nhau. Sau trận thua Liverpool 0-5, nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ đã mong Man United thua luôn Tottenham để họ sớm thoát khỏi Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng rồi, Ronaldo tỏa sáng rực rỡ để cứu lấy chiếc ghế của ông thầy người Na Uy. Ở tuổi 36, vẫn khao khát tìm kiếm vinh quang, anh có thể đến một đội bóng nào khác vào mùa hè vừa qua. Tại đó ít thử thách hơn, dễ kiếm được chiếc vô địch, nhưng vẫn được trả rất rất nhiều tiền. Cuối cùng, CR7 quyết định quay về Man United để cùng đội bóng này tìm lại ánh hào quang xưa. Ronaldo đã có thể nghĩ rằng Man United có thể cạnh tranh chiếc vô địch, tiệm cận một vinh quang nào đó. Nhưng mọi giấc mộng tan biến, không có cánh hào quang nào ở Old Trafford cả, và Ronaldo thì phải gánh còng lưng các đồng đội khỏi khu vực của thảm họa. Các cầu thủ Man United làm sao có thể đi tìm vinh quang vì bận cứu chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer mất rồi. Chiến lược gia người Na Uy gây thất vọng, sắp bị sa thải đến nơi rồi, nhưng bất ngờ lại tạo ra hy vọng với những chiến thắng và sau đó lại khiến tất cả trở lại với trạng thái của sự thất vọng. Hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng Man United chẳng đi đâu đến đâu cả. Trong khi đó, những Liverpool, Man City và Chelsea đã ở đâu đó rất xa với đẳng cấp của Quỷ Đỏ. Không thể cay đắng hơn khi thấy đối thủ tiến xa,
còn đội nhà cứ loay hoay tìm cách cứu ghế tẩy từng trận một. Ai cũng có thể thấy, Ole Gunnar Solskjaer chính là vấn đề của Man United. Quỷ đỏ không thể thành công với một huấn luyện viên như Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng không biết vì lý do gì, sau rất nhiều chu kỳ lẩn quẩn, Ole Gunnar Solskjaer thì vẫn tại vị. Giữa Ole Gunnar Solskjaer, Man United lại ngày càng thụt lùi, phải trông cậy vào một cầu thủ đã 36 tuổi, đáng ra phải dưỡng già ở một nơi khác. Trong niềm vui và sự kính nể dành cho Cristiano Ronaldo với những kỷ lục vĩ đại tại đấu trường Champions League, thì nghĩ đi nghĩ lại, Ronaldo thực sự rất đáng thương.